Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Nậm Pồ. Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ huyện Nậm Pồ luôn nhận thức sâu sắc đoàn kết là sức mạnh, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho sự thành công các nhiệm vụ của địa phương. Vì vậy, Đảng bộ huyện thường xuyên coi trọng vấn đề đoàn kết nhất trí trong Đảng và nhân dân, từ ý chí cho đến hành động. Như Bác Hồ đã nói, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Với ý nghĩa quan trọng đó, huyện Nậm Pồ luôn chú trọng thực hiện tốt sự đoàn kết cả trong Đảng và trong nhân dân. Trước hết là sự đoàn kết trong tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ huyện ủy để xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ và đề ra giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Tùy theo phân cấp, mọi công việc đều được đưa ra bàn bạc, thảo luận, thống nhất cao trong Ban chấp hành, Ban thường vụ, xin ý kiến tại các hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện, sau đó mới tổ chức triển khai thực hiện tới các chi đảng bộ cơ sở. Từ đó, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng bộ, trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hiểu, đồng thuận cao trong thực hiện. Nhờ vậy mà các nhiệm vụ đề ra đều được triển khai thực hiện tốt. Đoàn kết đã trở thành sức mạnh để đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành được những kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Thì chúng tôi cũng đã xác định rõ cái nhiệm vụ đó là thực hiện tốt cái quy chế dân chủ ở trong Đảng, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách và đoàn kết trong cái việc là phân công nhiệm vụ rõ ràng, từng các đồng chí cấp ủy viên phụ trách các đơn vị từ các chi đảng bộ trực thuộc huyện. Chúng tôi đều có các cái quy chế, đã xây dựng cái quy chế hoạt động của ban chấp hành, phân công các đồng chí ban chấp hành, các đồng chí ban thường vụ, phân công các đồng chí ở các cái địa bàn rất cụ thể, và hàng tháng thường vụ chúng tôi họp thì có đánh giá, yêu cầu các đồng chí trong ban chấp hành, ban thường vụ báo cáo các cái nhiệm vụ được phân công tại các địa bàn, báo cáo các cái nội dung. Cái thứ hai nữa là mọi cái công tác, từ công tác cán bộ cho đến chính sách, cho đến công tác quy hoạch, cho đến đào tạo bồi dưỡng luân chuyển cán bộ thì đều được thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch đối với từng các đồng chí được luân chuyển. Cái việc đoàn kết là trước tiên chúng tôi hiểu là muốn đoàn kết được thì phải đồng chí hướng, muốn đồng chí hướng được thì phải thực hiện dân chủ. Trước khi sinh hoạt chi bộ thì chi bộ cũng có cái quy chế làm việc là phải họp ban chi ủy trước một ngày. Đấy. Xong mới đưa ra chi bộ để cùng bàn bạc. Chi bộ đã bàn bạc thống nhất rồi thì mới thông qua được cho tất cả nhân dân quần chúng. Bên cạnh đó, tinh thần tự phê bình và phê bình ở hầu hết các tổ chức đảng ngày càng nghiêm túc đi vào thực chất. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ nét. Việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã có những chuyển biến rõ rệt và trở thành nền nếp, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đảng bộ huyện Nậm Pồ xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các chính sách đối với vùng dân tộc, miền núi, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh khóa 14, đồng thời cụ thể hóa thành chương trình, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của người dân và tuyên truyền vận động để nhân dân tin tưởng, đồng thuận triển khai thực hiện. Thì sau khi đại hội xong, thì đối với đảng bộ xã Sia Phìn, chúng ta đã thực hiện xây dựng cái quy chế và chương trình hành động, đồng thời đấy là thực hiện xây dựng quyết định thành lập quy chế dân chủ ở cơ sở. Đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Từ những kết quả như thế thì đối với ban thường vụ đảng ủy, ban chấp hành thường xuyên trao đổi và có những buổi họp trao đổi kinh nghiệm, đồng thời là phân công các đồng chí trong ban chấp hành, ban thường vụ xuống cơ sở để giúp các chi bộ xây dựng quy chế của chi bộ và sinh hoạt chi bộ đều đặn. Từ những kết quả như thế thì chúng ta đã từ công tác tuyên truyền vận động đến tất cả các chi bộ và các đảng viên tháo hiệu, thì từ như việc làm cụ thể như thế thì các đảng bộ là đã thực hiện tốt vì quy chế nội trụ thông qua việc vận động là
hiến đất thông qua việc vận động là thực hiện kinh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn một cách rất là tốt. Đảng bộ luôn xác định vấn đề đoàn kết nội bộ là xác định là hàng đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các chi bộ và cán bộ từng cấp ủy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Các công việc được bàn bạc trong cấp ủy, trong đó là triển khai trong chi bộ để tập thể cán bộ đảng viên trong chi bộ được tham gia ý kiến và từ đó là được triển khai tới bà con nhân dân. Các cái việc mà được triển khai thì đều được lấy ý kiến bà con nhân dân và bà con nhân dân tham gia, trong đó mới thực hiện. Từ đó là cái việc phát huy dân chủ ở trong các cấp ủy, trong chi bộ cũng như trong nhân dân được phát huy tốt và bà con nhân dân thực hiện có hiệu quả. Nậm Pồ vẫn là huyện còn nhiều khó khăn, quy mô kinh tế nhỏ, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao. Tình hình thiên tai dịch bệnh diễn biến khó lường, các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, đẩy mạnh các hoạt động chống phá, làm ảnh hưởng đến việc xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc trên địa bàn huyện. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh phản bác, làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc của các thế lực thù địch. Mở rộng quan hệ đối ngoại trên tinh thần hợp tác, hữu nghị, cùng phát triển, góp phần xây dựng và củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nậm Pồ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025, được nhân dân, cán bộ, đảng viên trong huyện đặt nhiều kỳ vọng vào sự đổi mới. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, thì việc đặt thành tố đoàn kết lên trước tiên chính là sự khẳng định quyết tâm chính trị của toàn đảng bộ huyện nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội và đoàn kết trong đảng, đồng thuận xã hội sẽ là động lực, đòn bẩy để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp và ngày càng có biến chủng mới hết sức khó lường. Xác định đây là dịch bệnh nguy hiểm, cơ chế lây lan nhanh qua đường hô hấp, nên các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và nhất là các cơ quan chức năng huyện Nậm Pồ đã và đang triển khai nhiều giải pháp để phòng chống dịch. Nhờ đó, từng thôn bản đều nhận thức rõ về dịch bệnh và chủ động phòng chống một cách hiệu quả. Cả nhà phải làm như cái 6 điều này nhá, phải luôn rửa tay này, vệ sinh nhà cửa này, cho phòng chống cái bệnh corona nhá. Khi có thời gian nông nhàn, là trưởng bản Giàng A Khoa, bản Sam Lang, xã Nà Hì, huyện Nậm Pồ, lại trở thành một tuyên truyền viên. Không cần quá nhiều kiến thức hay sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cẩm nang tuyên truyền của trưởng bản Giàng A Khoa chính là tờ rơi in bằng tiếng dân tộc Mông theo các khuyến cáo của Bộ Y tế. Với đặc thù bản Sam Lang có trên 100 hộ gia đình dân tộc Mông, trình độ nhận thức không đồng đều thì cách tuyên truyền trực tiếp từ trưởng bản đến với mỗi hộ dân và người dân trong bản đã đem lại hiệu quả tốt nhất. Để phòng chống cái dịch bệnh thì thứ nhất là chúng tôi đã tổ chức họp bản tuyên truyền cho bà con hạn chế ra khỏi địa bàn. Và thứ hai nữa là chúng tôi cũng tuyên truyền về cái tờ rơi của Bộ Y tế đã khuyến cáo vệ sinh nhà cửa sạch sẽ và tắm rửa cho con cháu và giữ ấm cho con cháu và cho nó ăn chín uống sôi, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng cho con cháu. Còn đây là một buổi khám sàng lọc tư vấn sức khỏe cho người dân trong bản để các y bác sĩ của trạm y tế Nà Hì thực hiện công tác khám tư vấn sức khỏe cho tất cả các trường hợp. Trưởng bản Sam Lang đã lập danh sách từng người, đồng thời thông báo thời gian địa điểm để bà con đến khám sức khỏe,
chủ động ngăn ngừa tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19. Bây giờ chúng tôi cũng thường xuyên theo dõi ở bảng ấy, thì có ai cái người nào mà ho và sốt thì chúng tôi sẽ động viên nó xuống ngay trạm y tế để khám và điều trị ở tại trạm y tế. Nhưng để chủ động trong cái công tác phòng chống dịch bệnh thì theo sự chỉ đạo của cấp trên thì trạm y tế xã cũng đã thực hiện công tác khám sàng lọc. Qua công tác khám sàng lọc thì cũng trạm y tế xã cũng để phát hiện sớm những trường hợp có những các triệu chứng viêm đường hô hấp cấp, sốt để phát hiện sớm, theo dõi và xử lý kịp thời để không dịch bệnh không lây lan ra cộng đồng. Hôm nay các y bác sĩ của huyện Nậm Pồ ở đây để kiểm tra sức khỏe và tôi cũng đã được dặn là lúc nào nhưng mà có biểu hiện ho sốt thế nào thì phải xuống ngay trung tâm y tế huyện Nậm Pồ để khám lại. Được tuyên truyền nâng cao nhận thức về dịch COVID-19, chị Sông Thị Kho thường xuyên vệ sinh nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi. Chị cũng đặc biệt lưu ý chăm sóc hai con nhỏ, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, giữ ấm cơ thể cho các con. Với bà mẹ trẻ này, bên cạnh các hoạt động sản xuất chăn nuôi, thì đây là công việc chị ưu tiên nhất trong thời điểm này. Tôi đã được nghe tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh và được cán bộ y tế trường bản tuyên truyền. Tôi nhận thấy dịch bệnh COVID-19 rất nguy hiểm. Tôi cũng không biết làm gì hơn. Được tuyên truyền, tôi luôn thực hiện theo khuyến cáo của cơ quan chức năng. Đối với hai đứa con của tôi cũng thường xuyên rửa tay bằng xà phòng cho chúng. Nếu có biểu hiện ho, sốt hay ốm thì phải đưa ngay ra trạm y tế cho các y bác sĩ khám. Sam Lang là một bản biên giới của xã Nà Hì, huyện Nậm Pồ, giáp với đường biên giới của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Bản có trên 100 hộ đồng bào dân tộc Mông sinh sống, chủ yếu canh tác trên nương. Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, người dân trong bản cũng đã nhận thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này, nên họ chủ yếu lao động sản xuất tại địa phương, chứ không đi làm thuê tại các địa phương khác. Để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất, ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, điều quan trọng hơn hết là mỗi người dân cần nâng cao sự ý thức, nhận thức của mình, chung tay phòng chống dịch bệnh một cách tốt nhất. Trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Nậm Pồ xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.